Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một món bánh hấp từ quả cam. Thì cam ăn rất là tốt cho sức khỏe. Mình đưa vào chế biến một món bánh như thế này, chia sẻ cái cách làm đến cho các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Còn video của mình chia sẻ, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ mình. Thì món bánh này ăn rất là ngon, bánh bông xốp. Đặc biệt là các bạn có thể dùng ăn chay được nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm bánh nha các bạn. Để làm được cái món bánh này, mình cần chuẩn bị là 120g bột mì đa dụng nha các bạn. Đây là mình sử dụng bột mì đa dụng là 120g, 5g bột nở. Đây là mình sử dụng cái hiệu này nè các bạn. Thì bột nở giúp cho bánh của mình nở bông xốp ngon hơn. Tiếp tục là 10g bột bắp, 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh, đây là mật ong ha các bạn, 50g đường và 2 quả cam. Cam này một lát nữa mình sẽ cắt ra và mình vắt lấy cái phần nước là 120ml nha các bạn. Công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Nếu các bạn yêu thích thì có thể cùng mình làm nha. 2 quả cam mình đã vắt lấy lượng nước được là 120ml. Đây các bạn xem cái nước cam của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ trộn bột. Mình chuẩn bị một cái thau như thế này nha các bạn. Rồi mình cho 120ml nước, đây là nước cam. Tiếp tục là 50g đường. Mình sẽ quậy đều cho đường được tan. 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục là mình cho 1 muỗng canh mật ong vào. Một lát nữa các bạn ăn bánh sẽ có cái hương vị của cam hòa quyện vào mật ong, ăn rất là thơm và ngon. Nếu các bạn không có mật ong thì mình bỏ qua cái khâu này nha. Rồi mình sẽ quậy đều lên nha các bạn, cho tan đường hết nha. Thì mình quậy được một lúc thì cũng đã tan đường hết rồi đó các bạn. Tiếp tục là mình sẽ rây 120g bột mì vào ha. Mình sử dụng là bột mì đa dụng nha. Mình rây bột như thế này giúp cho bột của mình được mịn hơn. Và tiếp tục mình sẽ cho vào đây là 10g bột bắp. g bột nở. Mình cũng rây luôn các bạn, rây để cho bột của mình được mịn. Khi mình rây bột hết vào cái thau thì mình sẽ trộn đều lên, trộn đến khi nào mà cái nước cam và bột của mình hòa quyện vào nhau, các bạn nhìn không thấy bột khô nữa là được ha. Mình sẽ trộn đều để cho cái bột của mình được mịn màng. Bột và nước cam mình cũng đã trộn đều hết rồi đó các bạn. Để bánh của mình có cái màu vàng đẹp hơn thì mình cho vào đây là một xíu màu vàng thực phẩm. Cái loại này là loại nước không có vị đắng, các bạn có thể tìm mua. Nếu các bạn không có thì mình khỏi cho ha. Rồi mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Vì mình cho một xíu cái màu vàng như thế này, một lát mình hấp bánh thì bánh của mình sẽ có cái màu đẹp. Cái cách làm này rất là đơn giản luôn các bạn, không có quá cầu kỳ mà mình sẽ nhanh chóng có được những chiếc bánh cho gia đình thưởng thức. Đây nè các bạn, mình đã được cái dòng chảy của bột như thế này nè. Khi bột mình đã trộn đều thì mình chuẩn bị ly, những cái ly bằng sành sứ như thế này để mình hấp bánh ha các bạn. Về phần khuôn thì các bạn có thể tùy thích nha. Mình hôm nay mình sẽ hấp trong những cái ly sành như thế này, thoa mỏng một lớp dầu ăn. Rồi mình lần lượt sẽ cho bột vào ly nha.
Các bạn có thể rót ra các ca để các bạn cho vào ly cho dễ ha. Vì mình không có muốn gót tới gót lui các bạn, bột sẽ dính vào ca. Nên mình dùng cái giá này, mình múc từng giá cho lần lượt vào những cái ly như thế này. Và bên kia là mình chuẩn bị một nồi nước thiệt là sôi. Khi mình cho bột hết vào ly thì mình sẽ đem mình hấp bánh. Thì bột các bạn cho hết vào ly. Nếu các bạn muốn bánh của mình nở tay đẹp thì chuẩn bị một ít nước chanh nha các bạn. Đây mình cho hết vào ly rồi đó. Chuẩn bị một ít nước cốt chanh, các bạn chẻ làm 4 thì cái bánh của các bạn sẽ nở tay. Nếu các bạn không thích thì mình khỏi chẻ nước cốt chanh ha. Và mình cũng đã chuẩn bị một nồi nước thiệt là sôi. Khi nước sôi thì mình lần lượt cho những cái ly bột vào. Và những cái chung bánh này của mình hơi sâu lòng và to nên mình hấp ở lửa lớn trong vòng là 20 đến 25 phút. Và trên miệng nồi mình sẽ dùng một cái khăn để đậy ngang, tránh cho cái hơi nước bốc lên làm bánh của mình bị nhão nha các bạn. Đây mình sẽ dùng cái khăn như thế này để đậy lên. Thì sau thời gian 25 phút, bây giờ mình sẽ dở bánh lên cho các bạn xem nha. Đó, bánh của mình nở cao lên như thế này là bánh đã được rồi đó các bạn. Rồi mình sử dụng một cái que tăm, mình xuyên qua bánh ha. Bánh không dính vào tăm là bánh của mình đã chín. Khi bánh chín thì mình sẽ lần lượt lấy bánh ra. Để nguội xíu mình sẽ gỡ khỏi ly và mời các bạn cùng thưởng thức nha. Thì bánh của mình cũng đã lấy ra khỏi nồi rồi đó các bạn. Lúc này bánh cũng còn ấm nóng. Nhưng mà mình cũng rất là dễ dàng gỡ ra khỏi ly nha. Vì lúc ban đầu mình có thoa một lớp mỏng dầu đó. Đây các bạn xem nè, rất là dễ lấy ra luôn. Bánh rất là bong xốp. Và bánh của mình nở 4 cái tay như thế này là do mình gạch nước cốt chanh đó các bạn. Thì ở những video trước gạch nước cốt chanh thì bạn nào cũng biết rồi ha. Thì mình dùng một con dao nhỏ đó các bạn, nhúng cái mũi dao vào nước cốt chanh. Sau đó các bạn gạch lên cái ly bột của mình làm 4. Thì một lát bánh của mình sẽ nở tay như thế này nè. Đó, bánh rất là bong xốp luôn. Nếu các bạn không gạch nước cốt chanh thì một lát bánh của mình không nở tay nhưng mà bánh vẫn là bong xốp nha các bạn. Rồi lần lượt mình sẽ gỡ ra khỏi ly ha. Bánh của mình đã gỡ ra khỏi ly hết rồi đó các bạn. Mình chỉ làm cái lượng bột như thế này thì được 4 cái bánh. Tùy theo cái ly của các bạn hoặc là cái khuôn của các bạn lớn nhỏ mà mình tùy chỉnh cái thời gian hấp ha. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ chiếc bánh ra cho các bạn xem nha. Bánh rất là bong xốp và ngon luôn. Bánh này các bạn có thể dùng ăn chay được nha. Và mình đã trang trí một nửa quả cam đó các bạn. Mình cho vào giữa cái dĩa. Đây các bạn xem chiếc bánh của mình nè. Rất là bong xốp. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức món bánh này với mình nha. Bánh rất là ngon luôn các bạn. Mình mời các bạn. Bánh có cái vị ngọt rất là vừa ăn, thơm cái mùi cam và một ít mùi mật ong đó các bạn, ngon lắm. Đây các bạn xem nè, chiếc bánh của mình rất là tuyệt vời ha. Mình cho vào một xíu màu vàng thì bánh của mình có cái màu rất là đẹp và tự nhiên. Cách làm này thì không có quá là cầu kỳ hết các bạn. Nguyên liệu thì cũng là đơn giản và dễ tìm. Ăn lại tốt cho sức khỏe nữa. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này của mình thì có thể cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Bánh rất là ngon. Thì với cái món bánh này mình chia sẻ đến đây, mình cũng tạm dừng video. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ mình, cũng như là giúp mình chia sẻ món bánh này đến cho nhiều người cùng xem. Cuối video mình chúc cho các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.